giờ chúng ta bắt đầu vào cái bài học. Bài học ngày hôm nay nó hơi khó chút xíu, quý vị chú ý lắng nghe. Rồi khoảng 9 giờ, tức là sau khi thời thiền, nếu quý vị còn những gì thắc mắc thì cứ hỏi sư cũng sao. Hạnh phúc tức là khổ đau, mà khổ đau tức là hạnh phúc. Ở trên thế gian này người ta đều nói là đồng tiền có hai mặt. Đồng tiền thì có hai mặt, mặt thật, mặt trái và mặt phải. Một bên là hạnh phúc thì bên khác là khổ đau. Thí dụ như những người còn độc thân, còn con gái 17, 18 tuổi xinh đẹp đi ra ngoài đường cả mấy trăm bông thanh niên chạy theo. Lúc bây giờ mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tại vì là mấy trăm người thanh niên nó chạy theo mình là mình cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Hãnh diện vì ta đẹp. Hãnh diện vì có hàng mấy trăm đứa thanh niên có trí thức, có tài sản sự nghiệp, nó đều chạy theo ta. Nó đều quỳ xuống, nó năn nỉ. Ta rất là sung sướng. Và cái cảm giác sung sướng đó nó tạo nên một cái ngã rất là lớn. Cái ngã rất là lớn. Và sau cái cuộc tình nào cũng vậy, vì từ cái ngã, vì từ cái sự sắc đó nó sắc đẹp. Mà các pháp đều là vô thường. Đức Thế Tôn đã dạy các pháp do duyên sanh và các pháp do duyên diệt. Mà vì cái phước báu của mình cho nên mình xinh đẹp. Mà vì mình xinh đẹp cho nên nó duyên khởi, khiến cho các thanh niên chạy theo, cho nên cái ngã của mình nó lớn. Rồi sau khi mình kết hôn thì sự thật nó vũ phản. Sự thật nó quá vũ phản, chứ không phải là vũ phản. Thì mình vỡ mộng, mình đau khổ. Sư ở đây dùng cái danh từ là các bà, nhưng mà các ông cũng nghĩ các ông cũng rơi vào tình trạng như vậy. Ông thấy ông đẹp trai 18, 19 tuổi, 25 tuổi, có sự nghiệp, có nhà, có cửa, có xe, có bằng cấp, làm ra tiền. 50-60 đứa con gái đẹp nó chạy theo. Tự nhiên ông phát sinh cái ngã. Ông nói mấy người khác nó chẳng ai theo hết, trong mình ta cả 100 đứa con gái nó theo ta, đạp đi không hết. Đấy là cái ngã. Mà ngay lúc ấy là hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng, tại vì ta có những thứ mà người khác không có. Nghe kỹ nha. Ta có những thứ mà người khác không có, cho nên ta mới nói ta hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc là duyên sinh, tức là hạnh phúc có điều kiện. Tại vì ta học giỏi, ta đẹp trai, ta có tiền. Thế nếu ta nghèo rớt vùng tơi hay là ta tay cụt tay cụt chân, chắc chẳng con nào nó chạy theo. Cho nên Đức Phật nói vạn pháp do duyên sinh, mà vạn pháp do duyên diệt. Thế thì cái hạnh phúc ấy nó là quả, nhân của nó là gì? Chúng ta tu học chúng ta phải truy ngược lại. Muốn bắt một tên tướng cướp, chúng ta phải biết mặt mũi của nó, bản tính của nó trước khi nó hóa trang. Đừng để nó vào nhà ta rồi nó mặc quần áo con mình, rồi nó bôi phấn bôi lọ nghẹ lên giống như con mình. Mình nhìn không ra cái mặt mũi nó, mình cứ tưởng là con mình, mà thực sự nó là tướng cướp. Tham sân si nó cũng thế, nó lên vào trong cái thức của chúng ta thì lập tức nó biến dạng ra thành con ta, thì ta cứ tưởng ta là tham, ta là sân, ta là si, mà không có. Nó là tướng cướp, nó lẫn vào, nó hóa trang hay lắm. Trong một sát na thôi nó hóa trang thành con mình liền, nhận nó là con, nhận giặc thành con. Thế thì hạnh phúc, bây giờ chúng ta quy trường ngược trở lại để tìm hiểu coi hạnh phúc tên thật nó là gì? Tướng cướp hay là tư mã ý, hay là cái thằng sở khinh? Phải biết tên nó cái đã, rồi biết mặt mũi hình dáng đó. Cao bao nhiêu, ốm gầy, đàn ông đàn bà, mặt mũi như thế nào, rồi phải biết cái tính tình của nó nữa, đường đi nước bước của nó nữa, nếu chúng ta muốn bắt nó.
phải biết. Nó ưa đi ăn hủ tiếu đi ngang đường Nguyễn Tri Phương, rồi mình mới kêu công an chặn ngay cái nút đó, nó đi ngang mới bắt được nó. Cái thói quen, ví dụ như nó đi 12 giờ trưa nó mới đi, ngày nào nó cũng đi theo dõi nó mới bắt được. Không phải theo dõi một lần mà bắt được, mà có nhiều khi phải theo dõi liên tục nhiều lần. Cái tâm chúng ta cũng vậy, nó loạn à, nó chạy lăng xăng, mà nếu mình không theo dõi nó thì mình không bắt được. Phải theo dõi liên tục, liên tục, liên tục, mà trong thuật ngữ nhà Phật gọi là tinh tấn, tức là làm mãi, làm mãi. Mà Đức Phật ví như người đào giếng, cứ đào mãi thật sâu. Hoặc là Phật ví ở trong Kinh Trung Bộ, Phật ví là giống như hai thanh củi cọ sát với nhau để lấy lửa. Muốn cho hai thanh củi cọ với nhau mà lấy lửa thì phải cọ mãi, chứ không phải cọ có 2 phút đồng hồ rồi cái bỏ, nó không thấy lửa, không tin vào lời Phật nói, tôi không cọ nữa, thì nó không cháy. Nó vừa mới hơi nóng nóng một chút cái là bỏ rồi, thì làm sao mà nó có lửa. Cái cọ, cọ miết cho tới lúc nó bật ra lửa. Mà Phật nói như thế này nè, cọ thì lâu, chứ ra lửa thì mau, nó xẹt cái ra lửa liền. Cũng như vậy, tu thì lâu, cái chứng nó còn sát na, trong một sát na là chứng quả liền. Ngài A Nan vừa mới ngã mình xuống, chưa kịp thân, chưa kịp đụng tới cái nền là lập tức chứng A La Hán rồi, trong một sát na. Và hồi đó có những vị á, muốn chứng A La Hán là chính. Đệ tử nó nói ông thầy, ông tu hoài theo ông mà ông không có gì chứng minh, làm sao mà tôi tin là pháp Phật là hay. Ông nói tưởng cái gì chứ chứng A La Hán cái chuyện đồ bỏ. Mà không chứng A La Hán thì không được. Đệ tử nó không tin. Ông ấy tụi bay đỡ tao vậy, ông già mà, ông đang nằm giường. Cái đệ tử lại vừa mới đỡ ông vậy, ông vừa mới ngồi dậy là chứng A La Hán ngay. Tức là giống như là thò tay lấy cái trái cam, trái quýt gì trên cành vậy đó. Lấy A La Hán là như vậy đó. Tức là muốn lấy A La Hán là lúc nào lấy. Thế rồi đệ tử nó mới hỏi, tại sao từ xưa đến giờ Ngài không chịu chứng A La Hán mà bây giờ Ngài mới chịu? Nó nói tại vì ta còn muốn quay trở lại nữa. Nếu ta chứng A La Hán ta không được quay trở lại đấy. Chứng A La Hán là vô sanh, tức là không còn sanh lại nữa. Mà ta còn muốn quay lại nữa để ta gặp mấy đứa đệ tử, nó làm biến, nó không chịu tu giống như vậy nè. Ta phải quay lại, ta kiếm nó nữa để ta chỉ cho nó tu. Chứ giờ ta đi rồi ai chỉ nó tu? Cho nên không có chứng A La Hán. Nhưng mà cuối cùng vì nó yêu cầu, nó nói nó không tin Phật Pháp là có, nó không tin chứng A La Hán là có. Tại vì ông sư tu Đà Hoàng mà ông chứng, nó không tin, cho nên ông phải thể hiện chứng. Mà ông biết rằng ông chứng A La Hán là ông không còn cơ hội quay lại nữa, tức là say goodbye forever, vĩnh biệt các đại hàng đệ tử, không còn gặp lại lần nào nữa. Tại vì chứng A La Hán là ông đi mất tiêu rồi. Thì nó đều có duyên sự. Thế thì bây giờ chúng ta tìm hiểu coi hạnh phúc đó là cái gì. Có tiền hạnh phúc á. Đi ra nghèo tự nhiên nó có người lại nói cho 1 triệu đô, hạnh phúc quá chứ phải không. Rồi cô này nè, lại cái có người đấy nghe nói chị đi Ấn Độ rồi mà em chưa đi. Thôi bây giờ chị dẫn em đi mấy cái chỗ để em lễ Phật đó. Em bao chị cái vé, bao ăn ở, rồi đưa thêm chị 10.000 đô. Hạnh phúc quá chứ. Ngay lúc đấy là hạnh phúc rồi cái gì. Có những cái hạnh phúc nhỏ, có những cái hạnh phúc lớn. Nó chỉ khác nhau về cường độ. Tên nó đều là hạnh phúc. Bản chất nó là hạnh phúc. Có tiền, có danh, có nhà, có quyền, có người thương yêu. Người thương yêu đây có thể là chồng, con, hoặc là ông nội, ông ngoại, hoặc là bạn. Bạn nó thương mình quá, mình cũng hạnh phúc chứ. Phải không? Hoặc là sống trong một cái cộng đồng mà mọi người đều thương yêu nhau là hạnh phúc. Cũng như quý vị ngồi đây mấy ngày, mặc dù ngồi thiền nó đau gối, nhưng mà tình huynh đệ là nó ấm áp, thương yêu nhau.
không cần nói, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy thương yêu nhau rồi. Chính cái đó là hạnh phúc chứ. Ở ngoài người ta tranh giành nhau, ở đây cái gì cũng là giúp đỡ nhau, thương yêu nhau thật sự thì nó là hạnh phúc. Thế thì cái tên hạnh phúc nó là cái gì? Nó là, nếu nói theo ngôn ngữ bình dân, nó là cái gì tôi chưa có mà tôi có. Cái gì tôi muốn từ xưa đến giờ không được mà bây giờ tôi có, tôi được là hạnh phúc gì? Có người muốn có nhà mà 20 năm không có nhà, bây giờ tự nhiên là trúng số có cái nhà thì hạnh phúc cái gì? Có người mơ ước có chồng, 30 năm không có chồng, tưởng sắp chết rồi, ai giờ đâu cái có ông già ông lại, ông là tỷ phú nói thôi em cưới anh, hạnh phúc quá chứ phải không? Rồi á là có người á là ở nhà vợ nó chửi hoài chịu không nổi, mà đi gặp sư Minh Tâm, sư nói thôi đi vô chùa luôn đi, nó vô chùa hạnh phúc quá, nó đi nó cạo đầu nó vô nó quả thiệt có hạnh phúc. Ở nhà bị chửi mà vô tới trong chùa người ta lại không à, cạo đầu xong đi tu là đại đức, lập tức là các Phật tử nó gặp nó quỳ xuống nó lại, rồi có đồ ăn còn cúng dường cho đại đức, hạnh phúc quá chứ phải không? Nó thay đổi có một sát na thôi. Đấy, thế thì hạnh phúc nó là cái gì? Chúng ta phải hiểu hạnh phúc. Còn không có, chúng ta có nhiều khi chúng ta có hạnh phúc mà chúng ta không biết. Hạnh phúc là cái tên, nhưng mà bây giờ bản chất của nó là cái gì? Chữ hạnh phúc nó không có ý nghĩa gì hết. À, nhiều lúc đi mấy cái đám cưới đệ tử nó mời tới thấy đề chữ cầu chúc cho tân lang tân gia nhân trăm năm hạnh phúc, nghe nó trăm năm tay chân nó rùng rời hết rồi, nó một năm mà nó thấy địa ngục rồi, nó bị 100 năm nữa là 100 năm địa ngục chứ sao mà hạnh phúc, phải không? Một năm thôi nó đã là địa ngục, phải không? Quấn nhau hai rầm đúng đó, làm sao mà có thuận ý được hết. Bây giờ nó xin lỗi nè, ăn cơm. Ông chồng á là ông thích ăn á là cơm nhão nhão, mà vợ đó thì thích ăn cơm cứng, mà thích lại cơm cháy đó, cơm mà nấu mà cứng lên mà có cháy á, mà cháy là ông chồng ông gãy răng, răng giả không mà ông đâu có nhai được. Thế thì đối với ông chồng mà ông chiều ý vợ nấu cơm mà cơm cứng cho bà ăn á để bà vui á, thì đối với ông là địa ngục, nhai không nổi, răng giả mà. Mà nếu như mà nấu cơm nhão để cho ông chồng ăn được á, thì bà vợ nó giống như rơm như rác, đã là địa ngục. Thì nội cái chút xíu đó thôi đã là mất hạnh phúc rồi, chứ không phải là hạnh phúc nó đơn giản đâu. Nào thế thì chúng ta nhận diện được tên nó là hạnh phúc. Bản chất của nó là do duyên sinh. Nó không phải tự nhiên trên trời rớt xuống có cái chữ hạnh phúc mà nó gọi là hạnh phúc. Nó phải có điều kiện. Duyên nó là điều kiện. Hoặc là có tiền, có nhà, hoặc là mong cái gì đó mà mãi không có. Có nhiều khi hai vợ chồng ở với nhau 30 năm không có con, nó tự nhiên bây giờ có đứa con đó, vợ đấy em mang bầu, trời ơi hạnh phúc vô cùng phải không? Có nhiều người, có một đứa đệ tử nó dẫn sư đi xem cái chỗ miếng đất ở thiền viện, người ta cúng dường ở Củ Chi á, thấy nó tội nghiệp, hỏi chứ chú mày sao mà cứ đi lang thang đây, mấy con bây giờ con đi con giúp sư thôi, con không có điều kiện gì hết á, hỏi sao mày tử tế vậy, mấy con với vợ con đó là 25 năm nay là không có con, bây giờ con đi giúp sư con chỉ ao ước làm sao á, về vợ con nó đẻ đứa là con mừng muốn chết, nó dùng cái chữ mừng muốn chết, mà sư ngồi nghĩ ngắm là 5 phút đồng hồ không hiểu là nó nói cái gì, tại sao mừng muốn chết, mừng mà lại mừng muốn chết, cái ngôn từ gì lạ vậy không hiểu. Rồi cuối cùng á ngờ rồi suy ra mới hiểu là mừng muốn chết là như vậy, tức là cường độ quá, nó cao tới cái mức mà chết. Thế thì chết là hạnh phúc chứ đâu phải lấy vợ là hạnh phúc, đâu phải có con là hạnh phúc, chết mới là hạnh phúc, bởi vậy tôi mới nói mừng muốn chết. Đấy, thế thì nó tréo càng ngóng. Thế thì tại sao không có rồi có thì hạnh phúc? Cái gì mong ngoài mà không có, bây giờ có thì là hạnh phúc. Rồi chết lại là hạnh phúc. Có nhiều người nó bệnh trầm kha, bệnh đau đớn trong người, con lại bật con chỉ muốn chết thôi, con sống con khổ quá,
đau quá. Thế thì cái chết đối với nó là hạnh phúc, nhưng đối với mình là khủng hoảng. Nghe nó chết là sợ quá chứ. Còn cái thằng ấy, nó đau muốn chết rồi à, bây giờ được chết là nó hạnh phúc. Thế thì thứ nhất, chúng ta biết hạnh phúc là do duyên sanh, không phải tự nhiên trên trời rớt xuống. Thứ nhì, bản chất của nó là tùy theo đối tượng, tùy theo điều kiện, chứ không phải cái nào cũng là hạnh phúc giống nhau, phải không? Có đứa nó muốn chết mà đối với mình là sự sợ hãi, mà đối với nó là sự hạnh phúc. Nó bị bệnh ung thư, nó nằm lê liệt tiêu tiểu trên giường 10 năm hành hạ vợ con, mà bây giờ nó được chết là nó mừng ghê lắm. Trong cái giây phút mà nó thở ra hơi cuối cùng, nó mừng hết lớn, mừng mừng kinh khủng luôn, tại vì không còn đau khổ nữa. Cho nên cái hạnh phúc nó là tương đối, nó có đối tượng. Nó không có đối tượng, nó không gọi là hạnh phúc. Đối tượng là bản thân và đối tượng với bên ngoài nữa, tức là internal, external. Cái bên trong và cái bên ngoài. Bên ngoài có thể nhà, cửa, tiền, bạc. Nhưng mà cái hạnh phúc bên trong khi ở cái nhà lớn đó, không phải cái nhà lớn mà làm cho hạnh phúc, mà cái cảm giác người ta hạnh phúc. Cái lái chiếc xe Mercedes đó, 500.000 đô, nó cảm thấy hạnh phúc đi hơn đó, chiếc xe 20.000 đô Toyota. Không phải tại vì cái chiếc Toyota làm cho nó hạnh phúc, mà chính vì cái cảm giác, cái cảm xúc làm cho nó hạnh phúc. Cho nên cái duyên của hạnh phúc chính là sự cảm xúc. Mà tiếng Anh á, nhiều lần sư nói á, nó là chitta, tức là emotional reaction, cái phản ứng xúc cảm nội kết trong nội thân khi đối cảnh thông qua sáu căn: mắt, tai, mũi, nhìn, rồi gây ra sự xúc cảm. Và sự xúc cảm á, nó tăng cái cường độ lên thì hạnh phúc tăng lên. Đi xa nhà 10 năm tự nhiên về tới nhà thấy con gái mình nó chạy ra, nó ôm chân mình, nó khóc, sự xúc cảm hạnh phúc vô cùng nhé, phải không? Thế thì nó có điều kiện của mình và điều kiện của cái đối tượng nữa, hai cái nó phải phối hợp lại, và phải trong cái sự ưa thích của mình, trong cái sự ao ước của mình, nó tạo nên sự xúc cảm. Thế thì sự xúc cảm nó ở đâu, hình dáng nó như thế nào mà gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc là vui, phải không? Kể cả chết cũng phải vui mới gọi là hạnh phúc. Tôi đau 10 năm trời, tiêu tiểu trên giường, bây giờ tôi được chết, chứ không phải tôi bị chết, tôi được chết là hạnh phúc. Trong cái giờ phút cuối cùng mà tôi hắt hơi thở ra để tôi giã biệt, thì người ta mới sợ mất vợ mất con, không? Tôi 10 năm tôi khổ quá rồi, 15 năm tôi khổ quá rồi, bây giờ tôi được chết, mừng ghê. Cái tâm trạng của người chết rất là vui, thì đó là hạnh phúc. Nói chung lại, cái gốc rễ của hạnh phúc chính là sự xúc cảm. Cốt lõi, nó gọi là core unit, central unit, central factor, cái lực mạnh nhất, principal force, là sự xúc cảm. Có sự xúc cảm nó mới có hạnh phúc. Con trai, con gái, nó ôm nhau, nó có hạnh phúc là tại vì nó có xúc cảm. Chứ nó ôm mà nó như ôm khúc cây, làm sao mà nó có hạnh phúc? Ôm khúc cây nó đẩy ra liền, phản ứng của cơ thể nó đẩy ra liền. Sư ơi, hôm qua sư có nói cái thí dụ, cô đi vào chợ nhân cái ngày Tết, cô dẫn theo 4 người đàn ông cao lớn bằng nhau, thước 6 hết, dẫn vào trong siêu thị mua cho 4 người đó 4 cái áo. Nhưng mà cái tâm của cô đó nó thay đổi trong một sát na tích tắc liền, mà cô biết ai là ai và cái áo nào cho ai. Người thứ nhất là ông nội, người thứ nhì là cha ruột, người thứ ba là chồng, người thứ tư là con trai. Mà tại vì con trai mình nó cũng lớn rồi, nó là hăm mấy tuổi rồi, cho nên nó cao cũng bằng ông nội. Nó chỉ khác về cái mặt, cái da nhăn rồi cái mặt này kia thôi, chứ còn bề cao và kilo bằng nhau hết, 4 người đàn ông.
Nhưng mà quý bà hay là quý ông dẫn vợ đi cũng vậy, vợ con gái gì đó, nói thí dụ vậy, thì cái phản ứng cái tâm mình nó nhạy lắm. Lấy cái áo đưa cho con mình thì biết ngay nó thích màu gì, chọn đúng cái nó thích, rồi lấy cái đưa cho ông nội cũng đường cái. Nhưng mà có khi nào mình cầm cái áo đưa cho ông nội rồi mình tưởng tượng là đưa cho con mình không? Không, cái tâm của con người ta nó hay lắm, nó nhạy, đang từ cái trạng thái đưa cho con mà đưa cho ông nội là cái sự cung kính nó có liền, nó hiện diện cái sự cung kính ngay ngay tại chỗ, nó không có lầm lẫn, nó không có lầm lẫn nhé, biết chính xác luôn. Có khi nào đưa cái áo cho ông nội rồi lấy tay vỗ lên đầu ổng giống như mình vỗ lên đầu con mình không? Không, nó biết chính xác, thế thì nó biết rất nhanh. Mà cái đó gọi là cái gì? Sự cảm xúc, chứ nó không có suy tư đâu. Nó gọi là chitta, tức là cái tâm á. Từ xưa giờ quý vị nghe nói tâm, tâm tôi có cái tâm, mà cái tâm đó chính là sự cảm xúc vì đối cảnh, sáu căn đối với sáu trần, mắt tai mũi, nghe người ta chửi cái nỗi sân liền, nghe ta khen cái sung sướng liền, thì cái đấy là sự đối cảnh, nó từ bên ngoài mà nó tác động vào bên trong đưa lên não, tạo nên cái sự sung cái sự mà gọi là cảm xúc. Và người bình thường nếu không tu thì họ gọi là hạnh phúc, và vì nó là cảm xúc cho nên nó không có trí tuệ, nó phản ứng theo cảm xúc nhất thời, và vì là cảm xúc cho nên nó vô thường, nó không bao giờ buồn hoài, không bao giờ vui hoài, không bao giờ bị xúc động hoài, xúc động chút xíu thôi cái con gái lại nó ôm mẹ anh này, cái là anh này thấy rung tay rung chân rồi, nhưng mà một phút đồng hồ sau cái anh tỉnh lại liền, anh đâu có bị mà rung hoài thì anh chết rồi chứ sao nổi. Con người ta mà rung hoài giống như địa động đất rồi, nó chết toi ấy, nó sống nổi, nó chỉ rung chút xíu thôi, cái tim nó rung chút xíu thôi rồi đâu vô đó à. Mà nhất là thằng đàn ông nó khôn lắm, nó rung chút xíu thôi. Nhưng mà em hỏi chứ anh có nhà không, anh có tiền trong ngân hàng không, anh có nghề nghiệp gì không, nó không có. Cái là con nhỏ nó quýt một cái là biết thân ngay, hạnh phúc nó rớt xuống liền. Thế thì thứ nhất nè, bản chất của hạnh phúc là không có thật, đều do duyên sinh, vì những điều kiện này điều kiện kia mới gọi là hạnh phúc. Thứ nhì, hạnh phúc tùy thuộc đối tượng, có khi chết lại là hạnh phúc, có khi sống lại là hạnh phúc, có khi có vợ là hạnh phúc, có khi có vợ là địa ngục, có khi có chồng là hạnh phúc, có khi có chồng là địa ngục, nó tùy theo đối tượng, tùy theo hoàn cảnh. Cho nên hạnh phúc không phải cứng nhắc như người ta suy nghĩ là cái gì tôi không có mà tôi có gọi là hạnh phúc, cái gì tôi mong ước mà giờ tôi được gọi là hạnh phúc, không có. Hạnh phúc đây chỉ hoàn toàn là những sự xúc cảm, sự cảm xúc của nội thân, emotional reaction của cái body chứ không phải là của cái mind nha, không có cái brain nó chưa có hoạt động đâu, chỉ cái body, chỉ cái thân của mình thôi. Cái thân của mình gồm có mắt tai mũi, mũi thì ngửi thấy mùi, nếu bây giờ ngửi thấy mùi trầm mình thích chứ, ngửi thấy mùi toilet mà một tháng chưa rửa nó phiền não nó lên. Cái tai cũng vậy, nghe ta chửi với nghe ta khen, cái mắt cũng vậy, nhìn thấy cái đẹp với cái xấu, tức là cảnh bên ngoài tác động lên sáu căn đưa vào trong não thông tin, thì cái đấy gọi là hạnh phúc. Và tùy theo đối tượng, cái người bệnh ung thư 20 năm rồi nó chỉ mong chết, cho nên cái chết đối với nó là hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi mới lấy vợ mà bảo tôi chết là địa ngục. Như anh này trẻ lấy vợ đẹp, hoa hậu, nó lại có tiền nó bao đi chơi, mà vừa mới leo lên xe cái ông thần chết lại nói thôi đi theo ổng, khổ cực chứ đâu có hạnh phúc. Cho nên tất cả đều là tương đối và có điều kiện. Thế thì nó là cảm xúc, cho nên tùy theo con người, để sự cảm xúc đó có sự tác động khác nhau, có hệ quả khác nhau, có hệ số khác nhau hết. Cái người có tu tập
thì nó biết đó là vô thường, cái hạnh phúc nó cũng chỉ là vô thường, nó là giả, cho nên nó không có chạy theo, nó không có bị dính mắc. Mà nếu nó không có dính mắc thì mất hạnh phúc nó không có đau khổ, nó không nói có nó không có thân, thì nó cũng không có ngã sở, tức là hạnh phúc của tôi không có, tại vì cái tôi đó không có. Mà nếu cái tôi không có thì hạnh phúc của tôi cũng không có. Giống như tôi ăn á, ăn ngon thì thấy hạnh phúc, nhưng mà nuốt vô trong bao tử rồi á, ói ra thì thấy nó dơ. Thế là hạnh phúc chỗ nào? Thế là nơi cái lưỡi, hạnh phúc nơi cái vị, nơi cái lưỡi, nơi cái mũi, ngửi cái mùi, uống cà phê thấy cái mùi thơm rồi bỏ ra trong lưỡi thấy nó ngon thì đó là hạnh phúc. Nhưng mà uống vào rồi đi toilet ra thấy nó vàng khè, kêu múc cái nước uống lại đi, cà phê đấy, cà phê tôi vừa mới uống xong đấy, rồi bây giờ nó ra là cà phê đấy, uống đi. Không, thế thì cái nào là hạnh phúc? Nó không có. Hạnh phúc không có thật, hạnh phúc chẳng qua là sự xúc cảm, phản ứng xúc cảm không có tư duy của nội thân khi đối cảnh thông qua sáu căn sáu trần. Cái anh mà điếc á, bây giờ người ta có chửi anh cũng đâu có giận, có nghe được đâu, cho nên nó phải thông qua sáu căn. Phải thông qua sáu căn. Nào, thế thì thông qua sáu căn mới có cảm xúc. Và đau khổ cũng là thông qua sáu căn mới có cái cảm xúc đau khổ. Cho nên hạnh phúc đau khổ là bình đẳng, không có khác. Có mắt có tai, có tai người ta chửi thì mới buồn. Bây giờ điếc người ta chửi thì cũng như không. Cho nên cái điều cốt yếu ở đây, khi chúng ta biết hạnh phúc và khổ đau chỉ là cảm xúc, phản ứng cảm xúc của nội thân, không có tư duy, không có lý trí, thông qua sáu căn va chạm với sáu trần, thế thôi, đơn giản, kết luận lại như vậy. Cho nên cái gọi là hạnh phúc đó chỉ là giả và là sanh diệt. Một phút trước hạnh phúc, ăn miếng ngon có hạnh phúc, ăn xong rồi á mà thấy nó ngon quá, ăn nhiều thì kết quả sao? Bụng thực, đau bụng. Và đau bụng thì sao? Khổ. Thì tự trách mình ngu dữ vậy, thấy ngon ăn nhiều để mà đau, thì ngay cái chỗ đau đó là khổ, là địa ngục. Cũng cái món ăn ngon mà tại sao ăn nhiều rồi nó đau quá rồi lại kêu khổ, không còn hạnh phúc nữa. Cho nên tất cả đều chỉ là xây dựng trên một cái nền tảng cảm xúc. Hạnh phúc, tiền bạc cũng vậy, không? Danh vọng, sự nghiệp, nhà cửa, tất cả đều là sự cảm xúc hết. Có nhiều người, thí dụ như bây giờ cô Nhung mà bây giờ cho có cái nhà biệt thự là 100 phòng, không cho người làm, nội tối ngày cô cứ đi lên đi xuống mà lau nhà không thôi là khỏi có đi ra khỏi nhà. 100 phòng mà nó dơ chịu không nổi, thấy nhà đẹp, thấy không? Là cứ lau thôi, lau từ trên đến dưới, là lâu từ sáng tới tối, là trở thành ra cực hình, nó không còn hạnh phúc nữa mà là sự đau khổ. Cho nên khi mình hiểu được bản chất của hạnh phúc và bản chất của đau khổ chẳng qua là sự cảm xúc, không có suy tư, không có lý trí, thông qua sáu căn khi đối cảnh sáu trần, thì mình rõ ra được vấn đề hạnh phúc khổ đau chỉ là tạm bợ, chỉ là giả, là duyên sanh. Và duyên gì mình biết rất rõ, duyên gì mình biết rất rõ, cho nên mình không có dính mắc nữa. Và vì mình không dính mắc cho nên trí tuệ phát sinh. Mà trí tuệ phát sinh thì biết rất rõ thực tướng của hạnh phúc chính là đau khổ. Cái gì có là càng đau khổ. Chưa có vợ, đi độc thân đó, là đi tới đi lui, đi bay, đi nhảy, đi du lịch. Bây giờ có vợ rồi, đó, nó nói anh đi đâu cho em đi theo. Chết rồi.
hồi xưa mua một cái vé, giờ mua hai cái vé, không? Rồi hồi xưa ưa nhậu nhẹt đi với bạn bè, bây giờ đi đâu dẫn vợ theo làm sao nhậu? Chưa kể là bạn bè ở đây nó cũng khoe ác lắm, mặt mày là cái thằng sợ vợ, tối ngày đi đâu cũng dẫn vợ theo, là mất hạnh phúc đấy chứ. Nghe ta nói là mất hạnh phúc rồi. Nào thế thì tất cả nói theo thuật ngữ của Phật học, hạnh phúc, khổ đau là biểu hiện của sự cảm xúc, phản ứng của sự cảm xúc vì không có trí tuệ. Thế thôi. Vì không có trí tuệ. Chứ bản chất của hạnh phúc là không có thực, bản chất của khổ đau cũng không có thực. Nếu nó có thực thì nó phải nằm đó chứ, nó đau hoài hay là nó hạnh phúc hoài chứ sao nó thay đổi được. Vàng thật thì làm sao mà nó mất? Nếu cái sự hạnh phúc đó là có thực thì từ sáng tới tối tôi phải hạnh phúc, ngày mai tôi cũng hạnh phúc, ngày mốt tôi cũng hạnh phúc chứ sao nó đi đâu mất à? Tức là giả. Thế tại sao mà chúng ta cứ chấp nhận những cái giả là cái thực? Tại sao chúng ta cứ nói là có hạnh phúc rồi có đau khổ rồi so sánh? Tại vì chúng ta thiếu trí tuệ, chúng ta phản ứng trên các tình huống bằng sự cảm xúc của nội thân. Cảm xúc, emotional reaction, vì cảm xúc. Và quý vị học đó, khóa trước quý vị biết rồi, thế mà cảm xúc đi lên thì trí tuệ đi xuống, emotional mà thăng lên thì wisdom đi xuống, trí tuệ đi xuống là vì cảm xúc nó đi lên. Có bồ mình, có cô bạn gái rất là đẹp, sắp sửa cưới, tự nhiên á mình là lại nhà nó chơi, thấy có một cái thằng tỷ phú đang ôm nó, hôn nó, vợ tôi sắp cưới, ông vô hôn vợ tôi mà vợ mình nó cứ nằm để cho thằng kia hôn. Phản ứng của mình là gì? Đau khổ. Chưa cưới nhưng mà cũng đau khổ, thua trận, phải không? Cái đau khổ đó là vì gì? Vì chấp thủ rằng cô gái đó là tương lai vợ, là vợ tôi. Tức là có cái ngã, có ta nè, rồi có cái của ta, có ai, có me, có mai. Mà khi nó bị phá vỡ cái tư duy đó, tức là cái paradigm nó phá vỡ cái đó rồi, cho nên á đau khổ. Bản chất đau khổ không có thật, bản chất hạnh phúc không có thật. Nhưng vì mình chấp, nếu mình chấp cái gì để mình đau khổ, đồng ý là mình không có trí tuệ rồi, phản ứng là cấp thời bằng sự xúc cảm. Nhưng mà mình chấp cái gì? Phật dạy trong Tứ Diệu Đế, Phật nói chấp thủ bằng ngũ uẩn. Vì chấp thủ và ngũ uẩn cho nên sinh tử luân hồi tiếp tục tái sinh. Ngũ uẩn gồm có gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là hình dáng đây nè, nam nữ nhà cửa các thứ, cái gì mà thấy được, sờ được, nghe được thì gọi là sắc, chứ không phải là sắc đẹp à. Đằng sau đừng sắc là sắc đẹp không ạ? Sắc là hình dáng, là cái này cũng là gọi là sắc. Làm sao mình biết cái này quý? Có phải chúng ta thông qua sáu căn không? Phải có mắt nhìn, tai. Bây giờ đưa cái điện thoại di động iPhone 7, nếu mình thấy mình thích, tại sao mình thích? Nó phải qua con mắt chứ, mắt nhìn thấy. Rồi á, bạn mình nó có một cái nó xài, mình nghe mình thấy sao nó trong suốt, tức là mắt tai mũi phải đối cảnh, mình mới định cho nó cái giá trị. Đấy. Thông qua sáu căn, sắc đó không có giá trị nếu nó không thông qua sáu căn.
Rồi nếu nó thông qua sáu căn mắt thấy này, tai nghe, thì những cái dữ kiện nó đi đâu? Mắt thấy đi đâu? Con mắt, quý vị nghĩ là chúng ta thấy nhà, thấy cửa, thấy cha, thấy mẹ, thấy đàn ông, đàn bà không có. Từ bao lâu nay quý vị đều lầm như vậy. Mà bản thân của sư từ nhỏ cũng lầm như vậy. Cho tới khi mình đi học khoa học rồi mình mới biết, con mắt nó chỉ phân biệt được cái màu à. Con mắt nó không có biết cha, biết mẹ, không biết đàn ông, đàn bà đâu. Con mắt chỉ phân biệt được màu. Nhưng cái gì làm cho mình biết đó là cha mẹ? Cái bộ não của mình, con mắt nó ghi nhận, nó đưa cái thông tin lên não, gọi là trung khu thị giác thần kinh, trung khu nhìn. Rồi nó lưu trữ tài liệu, cứ nhìn hoài từ nhỏ tới lớn biết ông đó là ông bố mình. Cho nên ông khác mà lại nắm tay mẹ mình không chịu là tại vì không phải bố mình. Đấy, cái sự chấp thủ, sự ghi nhận, sự chấp thủ và sự phản ứng bằng xúc cảm. Mà cái gì mà phản ứng bằng xúc cảm thì trí tuệ đi xuống, không có. Con người mà giận lên rồi thì không có tư duy, không có trí khôn. Người ta nên giận quá mất khôn. Cho nên cái hạnh phúc và đau khổ, thứ nhất nó không có thật, thứ nhì nó do duyên sinh, thứ ba nó phải đối cảnh thông qua sáu căn, thứ tư phải có cái bộ não, thứ năm là do cái ngũ uẩn. Hạnh phúc hay đau khổ đều do ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái sắc là cái thấy, cái nghe được. Thọ, tưởng, hành, thức, đó là chức năng của tâm. Cho nên trong cái ngũ uẩn thực sự ra chỉ có danh sắc. Nào thế thì nó liên quan gì tới cái này? Cái đường biểu diễn này. Sinh tử luân hồi là cái lò xo, nó cứ xoay hoài, kiếp này tới kiếp khác, mà không bao giờ tái hồi trở lại. Kiếp này có ông chồng này, kiếp này có bà vợ kia, nhưng mà kiếp sau không bao giờ gặp lại đâu. Không bao giờ gặp lại, chỉ trừ trường hợp ghét quá thì nó lại gặp lại. Cái oan nghiệp thì càng ghét càng gặp. Bởi vậy các cụ có nói, ghét của nào trời trao của nó. Ghét cái mặt thằng đó là kiếp sau gặp nó nữa, nó ghét cái bà đó là kiếp sau gặp nữa. Tại cái ghét đó là cái năng lượng mạnh nhất. Cái ghét, cái thương nó còn nhẹ, mà cái ghét nó nặng lắm. Cái hận thù nó nặng lắm. Chứ khi chết đó, cái hận thù đó, nó là cái chủ lực, cái lực lượng mạnh nhất, nó chiếm hữu cái bản năng của mình. Tại lúc chết mình không còn khả năng đề kháng, mình thở ra mình đi luôn, thì cái gì mạnh nhất nó kéo mình đi. Cái ghét đó, bởi vậy Phật mới nói lấy ân báo oán để oán tiêu tan. Đừng ghét người ta, ghét người ta rồi kiếp sau làm vợ làm chồng nữa làm chi. Ghét kiếp này mà kiếp sau gặp nữa. Như vậy có phải là có trí tuệ không? Thế thì cái vòng tròn này nè, vòng xoắn này nè, là do mình không biết, cho nên mình cứ xoay hoài trong cái vòng xoắn đó. Mình cứ tưởng là nó giống như cái vòng tròn này, mà không phải, nó là cái vòng xoắn. Kiếp sau không gặp nữa. Người chồng tôi thương cách mấy, kiếp sau cũng không gặp nữa. Duyên hết rồi, một kiếp thôi. Nhưng mà nếu ta cắt ra một khúc nhỏ nhỏ thôi, ta nhìn thì nó ra đường sinh cốt. Tức là có lên có xuống, tức là có sinh có diệt. Chỗ này nè. Trong tình cảm vợ chồng cũng vậy. Có sinh có diệt là sáng, sinh, tối, diệt. Buồn, vui, thương, ghét đều dính mắc trong này hết. Đừng nói vợ chồng thương yêu nhau mà không có ghét, ghét chứ. Ông cầm cái ly cà phê ông uống, hay là ông cầm cái ly rượu uống mà tôi không có thích cho uống. Hay là ông uống mà đáng lẽ ông phải cho tôi uống nữa mà tôi không cho tôi uống một mình. Cũng ghét. Ghét chút xíu trong lòng. Nó là cái cường độ thôi, degree á, tức là cao hay thấp thôi, nhiều hay ít thôi. Ghét nhiều ghét ít thôi. Thuật ngữ nhà Phật gọi là thô hay tế.
nó vi tế quá, nhìn không thấy, giống như con vi trùng có phải có kính hiển vi mới thấy. Bây giờ đó mình đi mua, đi ra ngoài chợ đó mình mua cái đùi gà chiên thiệt là ngon đó. Rồi á, mình á, ở trong tủ lạnh nhà đó nó có chai rượu vang, mua cái đùi gà về tính là dậu như cái chai rượu đó tính rồi. Mình vừa mới mang về tới nhà cái chuẩn bụng đi vào toilet, vợ trên lầu đi xuống nó thấy ủa có cái gà mà mở ra thấy có chai rượu vang, ngồi sơi luôn, uống hết chai rượu vang luôn, đã quá. Ông chồng nó mở cửa toilet ra dòm thấy mất đùi gà, mất chai rượu. Vợ mình không lẽ đánh, buồn chứ, buồn đó là sân đó, buồn đó là sân đó, buồn là trạng thái của tâm sân, ghét chứ. Có mất công đi mua mà chưa gì hết em sơi mất tiêu rồi. Ngay trong sát na đó là tâm sân nổi lên, tức là sự xúc cảm, emotional reaction, nó không có lý trí gì trong đó hết á. Nó không phải là ở đây là vợ tôi không ăn thì vợ tôi ăn, hay là tôi không ăn con tôi ăn, nó không có nghĩ như vậy được. Mà nó phản ứng liền, cái đấy là của tao, tại sao mày ăn, đơn sơ vậy thôi, hiểu chưa? Mà cái quan trọng là cái gì? Quan trọng là cái mấu chốt ở đây, cái đấy là của tao, tại sao mày ăn, thì ngay cái chữ của tao là phát sinh ra cái tao, tức là ngã, ngã sở, tức là thân kiến. Mà thân kiến là tà kiến, cái này mới là nguy hiểm. Mình cứ huân tập từng chút à, cái mực này của tôi, cái bút này của tôi, cái xe này của tôi, cái áo này của tôi, là lập tức có cái tôi trong đó. Mà cái tôi đó là thân kiến, mẹ có thân kiến mà cứ huân tập như vậy hoài là tà kiến. Mà tà kiến là mở địa ngục, tiếp tục sanh tử luân hồi như thế này. Cho nên nếu đứng gần thì ta sẽ thấy sinh có, tức là có giận, có thương, có ghét đủ thứ. Mà nếu đứng càng xa hơn nữa thì ta thấy nó thẳng băng à. Đó là cái đường thẳng. Cái đường này để trên mặt đất á, rồi đi lên máy bay á, bay lên á 10.000 thước thì cái đường này nó ra cái gì? Nó ra đường thẳng như vậy. Sao thấy được mấy cái này? Thấy đường thẳng. Rồi mà nếu bay lên tới sao Hỏa mà nhìn lại mấy cái đường này thì thấy nó ra cái chấm này chứ. Cho nên sự cảm xúc mà nếu mình á làm chủ được thì hạnh phúc chính là đau khổ, mà đau khổ chính là hạnh phúc. Trong cái đau khổ mình thấy được hạnh phúc, tại vì trí tuệ phát sinh. Người ta có đánh mình một cái mình mới biết là mình sai, nếu mình có trí tuệ mà mình sẽ thăng hoa, tư cách mình sẽ thăng hoa. Còn nếu mà mình không có thấy được điều đó thì mình hành xử như cái này nó lại tiếp tục sanh tử. Ngay trong lúc sống ra sanh tử rồi, buồn vui thương ghét đó là sanh tử. Sáng buồn chiều thương, rồi sáng ghét chiều ưa, đó là sanh diệt. Mà sống mà cứ tập sanh diệt đó thì chết nó phải sanh diệt thôi, nó đi theo cái luân hồi này tiếp tục tái sinh nữa. Thế này làm sao để mình thấy cái này? Để thấy cái này, thấy cái này thì phải đứng xa, thấy đường thẳng này nè. Thay vì thấy đường cong 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 sanh tử luân hồi, bây giờ thấy đường thẳng băng thì phải đứng xa. Cho nên Phật mới dạy ngài La Hầu La này, La Hầu La, nếu ngươi muốn thấy đường thẳng này nè, tức là ngươi muốn thấy được chân lý thì phải yểm ly mắt, yểm ly tai, yểm ly mũi, cách xa ra, đừng để con mắt dính vào nó, đóng con mắt lại, đóng cái tai lại, yểm ly. Tối ngày cứ mở tivi ra xem mấy cái phim sách rồi cái nói ở tại sao tối tôi nằm chiêm bao, tại vì ban ngày nhìn nó thì ban tối nó phản ứng cơ thể đó. Yểm ly đóng con mắt lại, thấy tivi không thèm xem nữa, thấy báo chí không thèm xem nữa. Cho nên những cái ngày quý vị tu ở đây không nói chuyện là vì lợi lạc của quý vị, quý vị cần nói cứ nói, sư không có quan tâm. Nhưng mà sư nói để đạt được cái hiệu quả tối đa, khuyên quý vị không nên nói chuyện, tại vì nói chuyện lập tức nó có tác động sáu căn sáu trần là cảm xúc liền, thì sẽ không bao giờ thấy được cái đường thẳng.
phải đứng xa ra, đứng xa khỏi cái thân của mình, đứng xa khỏi sự cảm xúc của mình mới thấy được cái đường thẳng. Rồi mình bước chân á, bước chân bước lên là biết bước, đi thì biết đi, đứng biết đứng, thì cuối cùng mình tập trung lại mình thấy có một cái điểm à. Và vì cái điểm này á mà mình mới có trí tuệ. Nó giống như cái kinh gọi là quang cái kiếm mà gọi là kiếm quang tung á, tập trung ánh sáng vào một điểm thì nó đốt cháy được hết. Còn bây giờ để ánh sáng rã mát cái này có đốt được cái gì đâu. Nhưng mà có cái kiếm quang tung á, nó tập trung các ánh sáng vào một cái điểm thì mình để cái điếu thuốc là nó cháy. Trí tuệ cũng vậy, trí tuệ mà nó tản ra như cái ngón tay này đó, nó không làm cho người ta đau nhưng mà nắm lại vậy đấm một cái đau chứ. Cái điểm này nè, muốn có trí tuệ để nhận rõ chân tướng của các pháp, để mà không sa ngã, để mà thấy được hạnh phúc và đau khổ như thế nào thì phải có cái điểm này. Tức là quý vị tu tập ở đây là làm sao phát triển cái khả năng tập trung. Mắt nhìn, nhìn rõ một điểm. Tai nghe, nghe rõ một điểm. Chân bước, biết rất rõ. Bước nhấc lên, nhấc xuống. Bản chất của hạnh phúc và đau khổ là không có thực, nhưng mình chấp thủ qua ngũ uẩn, cho nên mình đã vẽ lên đủ mọi bức tranh, rồi mình đau khổ trong cái bức tranh mình vẽ. Bây giờ đó, có nhiều người thí dụ đây, mới quen bạn gái nó chết, đẹp thì đẹp, giàu có nó chết, mà trước khi nó nói nếu em lấy anh á, em đưa hết tài sản của em cho anh, tính ra tài sản nó khoảng tới chừng 500 tỷ, mừng quá, hạnh phúc vô cùng, được cái cô vợ tương lai rất là xinh đẹp, ngoan hiền, được có tiền á, cái tự nhiên nó chưa kịp làm đám cưới nghe nó chết. Hạnh phúc, khổ đau, tất cả đều là sự cảm xúc. Tại vì mình không có tư duy, cho nên mình nói cô gái đó là vợ của tôi tương lai. Có vợ khỉ gì đâu, đã nắm tay nắm chân hay là hứa hẹn gì đâu. Nhưng mà tưởng tượng cái đấy mới là cái chết. Rồi chấp thủ, cho nên vẽ vời ra một cái bức tranh, mà bức tranh đó tên gọi là hạnh phúc. Có tiền, có danh, có quyền, rồi có vợ thương yêu, là mình vẽ lên chứ nó đã mình đã sống với nhau đâu. Rồi bây giờ tự nhiên con bé nó chết, cái mình sinh ra đau khổ, tức là mình chết vì cái bức tranh vẽ lên bởi mình vẽ lên cái bức tranh như vậy, rồi mình chết vì cái bức tranh nó, mình đau khổ bức tranh đó. Thì bây giờ câu hỏi là có trí tuệ không? Tại vì mình cứ lăn xăng cái chỗ này mà mình không có focus cái chỗ này. Hằng ngày lăn xăng nhiều, bây giờ tới đây cố gắng giảm tốc độ xuống để tập trung lại. Đau khổ, hạnh phúc là không thật. Cho nên đừng có nói là tôi tạo ra hạnh phúc, tôi tạo ra đau khổ. Thực sự là quý vị đang vẽ lên những bức tranh. Tên nó gọi là hạnh phúc, tên nó là đau khổ. Rồi quý vị mơ ước, tưởng tượng là cái thứ đó có thiệt. Giống như người ta đi mua mấy cái vàng mã, bên trong nó là chì kẽm, rồi nó mạ vàng bên ngoài. Trung Quốc làm á, đeo nhẫn lên, to tổ bố, xi chuyền này kia, các thứ đều đồ giả hết. Chụp hình giống y như thật, nhưng mà thực sự ra toàn đồ giả. Chúng ta đang sống y như vậy, thông qua ngũ uẩn, mà ngũ uẩn là cái anh chàng phù thủy, ảo thuật gia đánh lừa. Cho nên mắt nhìn là khởi tâm ưa thích, tai nghe là khởi tâm thương ghét, đều từ nơi cái ngũ uẩn đấy. Và ngũ uẩn là danh sắc thôi, đơn giản đấy. Danh là tâm, sắc là hình dáng bên ngoài, hình dáng. Hễ có cảnh thì có tâm. Người ta nói cảnh buồn người có vui đâu bao giờ. Trời mưa thấy nãy giờ quý vị cũng hơi buồn buồn đó. Nhớ nhà, nhớ chồng, nhớ con, nhớ bạn gái, tất cả là đều vì cảnh. Nhưng mà nó mưa chứ nó có dính gì tới cái tâm ướt áp của mình đâu. Mình vẽ lên những bức tranh này, bức tranh kia, rồi mình buồn theo cái trời mưa. Như vậy là mình có trí tuệ không?
mà quý vị cẩn thận, cái mà mình vẽ lên đó chính là cái dẫn mình đi tái sanh. Tại mình huân tập cái trong đó, mình ao ước trong đó, mà cái huân tập cái ao ước ấy là thanh nha, là khát ái. Tôi muốn mà không được thì khổ. Tứ Diệu Đế nói cầu bất đắc khổ, muốn mà không được là khổ. Mà càng muốn nhiều thì lại càng khổ, tại vì cường độ của muốn nó tăng mà không được thỏa mãn thì nó lại càng tăng nữa, thì trí tuệ nó càng mất. Emotion mà tăng lên thì wisdom đi xuống, mà sinh tử vì khổ não là nó kéo theo lắm. Cho nên hạnh phúc hay là khổ đau là không có thực. Giống như quý vị ngồi thiền ở đây, ngồi lâu có đau, đau mông, đau lưng, đau cổ, đau chân là địa ngục, mà nó đâu có đau hoài, đau hoài chịu gì nổi. Đứng dậy nghe ông sư ông mở cái bài đời là sắp chết cái gì gì đó, rồi cái tự nhiên cái mà đau nó giảm nhiều lắm, nó giảm tới chừng 80%, tại vì mình biết còn có mấy phút nữa là nó hết rồi. Cái tâm mà ưa thích mà biết rằng còn có mấy phút nữa hết rồi là sung sướng lắm, là cái hạnh phúc đấy là giả, nó đâu có thật. Nó đau nó vẫn đau chứ nó hết được, nhưng tại vì ta mừng lắm, nói nó còn có mấy phút nữa thì tự nhiên ta không còn cảm giác đau chứ. Thực sự mình ngồi đau nó vẫn đau chứ. 60 kg trên một cái thước vuông là cái áp suất 60/100 là nó PCS là nó cứ chạy thẳng như này chứ. Ngày hôm nay nó cũng vậy và ngày mai cũng vậy chứ, nó đâu có tăng. Nhưng tại sao chúng ta thấy cái đau nó tăng? Đây là cái bài toán. Hồi nãy có người hỏi, con ngồi lâu thấy nó đau nó tăng. Không có đau nó tăng, mà nó sinh diệt. Sinh diệt, sinh diệt như thế này nè, lên xuống, lên xuống, nhiều cái điểm lên này nối kết lại, mà nếu nó nhanh quá thì nó ra cái đường biểu diễn là nó đi lên, chứ thực sự ra nó đi lên rồi nó đi xuống. Một cái đau này rồi một cái đau khác, mình thấy nó tăng không có, cái đau mới nhiều hơn là cái mới, cái cũ nó mất rồi, cái cũ nó xuống đây nè, rồi cái mới nữa nó đi lên này, thấy không? Nhưng mà nó tăng á thì cái này nó đi lên lên chút, không? Rồi cái khác đi lên chút. Những cái điểm ở trên đỉnh nối lại với nhau thì nó ra cái đường biểu diễn là cái đau tăng. Cho nên khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta quán chiếu có hai cách. Một là chúng ta bắt cái sân, hai là bắt cái dịch, là bắt cái điểm trên hay là bắt cái điểm dưới thôi. Nếu bắt cái điểm trên không được thì bắt cái điểm dưới. Khó mà bắt được một lúc vừa sanh vừa diệt, tức là điểm trên và điểm dưới này bắt cùng lúc là khó lắm. Những người đấy là những người thứ nhất sống độc thân, yểm cư, yểm ly, độc cư, ẩn dật ở trong rừng mới bắt được. Sư mà lúc cái lúc sư mà ở trong núi á, là sư bắt được, thấy sanh thấy diệt, thấy sanh thấy diệt thấy rõ, bắt được nó. Nhưng mà sư đi ra ngoài phố, sư gặp người này người kia, con mắt vai không bắt được, nó mất liền, mất cái khả năng, chỉ bắt được hoặc là sanh hoặc là cái diệt, tức là bắt được cái trên này hoặc là cái dưới này thôi. Cái đường biểu diễn á mà quý vị nói nó đau á, nó đi lên như này nè, không? Quý vị nói đường biểu diễn đâu á, nó đi lên như vậy, không? Nó đi lên, mà thực sự không phải, đó là sanh diệt, nó vậy nè, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, đó là những cái nơi chấm 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 này, nó mới nối lên thành ra cái đường biểu diễn. Cho nên á, cái người tu á, họ bắt cái điểm trên hoặc điểm dưới, tức là một bắt được cái điểm sanh hoặc là bắt điểm diệt. Khi hơi thở vào bắt cái điểm sanh,
từ cái lúc bắt đầu thở vào cho tới lúc chấm dứt thở vào. Lúc đầu á, sư không nói cái bí mật cho nên sư nói bắt đầu thở vào thì bắt đó, thế thở hết hơi rồi, nó vào hết rồi đó, nó không còn vào được nữa, thì cái đó là cái cuối cùng, tức là cái diệt. Nhưng mà thực sự nó không phải vậy, nó là như vậy nè, nó là cả một chuỗi sinh diệt ở trong cái hơi thở vào, một chuỗi sinh diệt trong cái hơi thở ra, chứ không phải là ta thấy nó liền tù tì vậy đâu có. Tu lâu rồi sẽ thấy đó là một cái chuỗi cái sinh diệt liên tục như này, nhưng mà ta chỉ bắt được những cái điểm này thôi. Cho nên á, bây giờ cố gắng một là bắt cái sân, hai là bắt cái diệt, nó vừa mới phát sinh ra bắt cái sân, thấy nó sân bắt cái sân, bắt một cái thôi, còn thấy mình bắt được cái diệt dễ thì cứ bắt cái diệt, bỏ cái sân đi, tại không làm được đâu. Sư mà đi ra ngoài này sư cũng chịu thua, ở trong núi không gặp ai hết, không nói chuyện, ngồi thiền sư bắt được hết, thấy nó rất rõ sanh diệt nó giống như cái này. Đó, nó giống như cái này này, lên xuống thấy rất rõ. Nhưng mà khi đi ra ngoài mắt tai mũi mình va chạm cảnh trần rồi, mình chỉ bắt được cái à, hoặc là sanh hoặc là diệt, hãy từ đó mình học. Và thực sự sự cái bản chất cái cường độ đau á, nó đi lên như này đâu có phải là nó đi lên như vậy, mà nó lên được cái khác được cứ như vậy, nối những cái điểm mà sinh diệt này là nó mới ra cái được biểu diễn đó. Tưởng tượng nó là nó đau không, bây giờ rõ rồi gì. Cho nên chỉ cần quán chiếu một là sinh hai là diệt, thở vào lúc đầu không bắt được nó thì cái lúc bắt đầu thở vào và cái lúc cuối cùng của thở vào thì cứ gọi là sinh diệt đi, chứ thực sự nó không phải, nó là cả một chuỗi. Giống như cái phim cine đó, quý vị thấy người ta bắn súng đùng đùng mà thực sự ra mở phim ra đi, nó cả hàng 10.000 cái tấm hình nào cũng tĩnh à, nó ráp lại, nhưng mà nó quay nhanh á, thì thấy nó có cử động, chứ nó là những cái tấm hình chụp. Cái tâm chúng ta cũng vậy à, nó chụp rồi nó ráp lại cho nên nó có di động, chứ nó là chụp, nó giống như cái máy camera, máy chụp hình à, nó chụp nhanh lắm. Mà Đức Phật nói trong một giây nó chụp 176.460 tỷ cái hình như vậy, nó nhét đâu nhét trong đầu á, thành thử là trong đầu mình toàn rác rưởi không có trí tuệ. Các vị tu như Phật các ngài có trí tuệ, hỏi là trí tuệ thâm thâm, tại sao vậy? Tại vì nó không còn rác nữa, nó dễ dọn dẹp sạch sẽ. Quý vị ngồi đây này, quý vị thấy tự động là quý vị giữ giới rồi, đâu có cái gì mà phạm giới được, phải không? Rồi tự động đó là yểm ly nè, rồi tự động là thâu nhiếp sáu căn nè. Cho nên cố gắng tận dụng cái thời giờ mình có ở đây để mình tu học. Hạnh phúc khổ đau là không thật, không có, mình đặt tên đó. Tôi đau 30 năm ung thư thì cái tên mà tôi gắn cho cái chết của tôi là hạnh phúc. Khi tôi được chết, tôi gọi nó là hạnh phúc. Nhưng mà người khác, vợ con đùng đề, nhà cửa có tiền, thí dụ như là thủ tướng, mà bây giờ tự nhiên chết là khủng hoảng sợ, sợ mất. Cho nên nó tương đối, nó không có thật. Mình vẽ lên bức tranh rồi mình nói bức tranh đó của tôi là như thế. Rồi hạnh phúc là bức tranh mình vẽ, hoàn toàn là sự xúc cảm. Cái này quý vị biết rõ ràng bản chất của hạnh phúc và đau khổ là emotional reaction, tức là chitta là cái tâm, chứ nó không có là cái gì hết, nó sự phản ứng của nội tâm đó, ở trên cái sự giao thoa giữa căn và trần, không có sáu căn. Chẳng qua nó là cái tập quán, hạnh phúc hay đau khổ cũng là do tập quán, không thói quen hết. Lúc nhỏ mình không uống hút thuốc, người ta đưa điếu thuốc mình sợ, nhưng mà lớn lên hút từ từ hai ba điếu rồi tới một gói. Mà nếu lúc nào ghiền ghiền quá muốn hút thuốc, bạn đã đưa một điếu cái tự nhiên thấy hạnh phúc, toàn là giả mà. Mình vẽ lên thì mình sống trong đó. Rồi tạm thời như vậy nha.
Đề tài ngày hôm nay là hạnh phúc chính là khổ đau chính là hạnh phúc, tại vì khổ đau và hạnh phúc là không có thật. Tự mình vẽ lên, rồi mình đó đặt tên cho nó, rồi mình đó có cái tên của mình gắn vào đó. Đó là ta, là ngã đó, ngã sở. Thân này cũng không phải của mình nữa, cho nên vợ mình, con mình, nhà mình đó, nó không có thật.